podcast, yeah. 다이 is that guy? That guy? What? 제 thương nữa. Oh, lại nhà anh nấu cơm cho anh nha. Cơm. Bồi dồn. Ok em lại đây anh nấu cơm cho em nha. Đừng đi ra, đi ăn ở nhà của anh. Đừng có ham tiền nha em. Tại vì anh không có tiền, đi làm mỗi tháng chỉ có 2 triệu thôi. Thì bây giờ anh sống mình sao hả em? Nếu em đi ra ngoài ăn mỗi ngày, bây giờ anh khổ quá em suy nghĩ cho anh được không? Mình đi ăn bộ né được không? Tại vì anh không có tiền, đi ăn chỗ khác nha em. Bồi dồn. Thì bây giờ mình chơi bài khác nha. Ok. Giờ mình chơi giặt với à? Chơi bài rồi, khác. Ok. Không có sao đâu. Hát đi. Nói đi nghe. Ok. Yeah. Anh yêu em. Yêu em. Em yêu anh. Yêu anh. Anh nhớ em nhiều lắm. Nếu em muốn cái gì, anh mua cho em. Nếu nó ghẻ. Ok. Tại vì anh có tiền. Nếu em muốn ăn đồ ăn cho tiền, cho liền. Nếu em muốn đi xe hơi cho liền, cho liền. Nếu em muốn đi qua Úc, anh cho visa liền, yeah. Visa liền, yeah. Đi qua Úc với anh đi, sống với anh đi. Tại vì em đẹp gái dễ thương nữa. Cho anh thương đi. So đẹp quá girl, ok. Đẹp quá. Ôi dồi.